Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 1 phẩm song yếu. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm. Nói lên hay hành động. Khổ não bước theo sau. Như xe, chân vật kéo. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Chương 1: Giới thiệu về Kinh Pháp Cú và Đức Phật. Kinh Pháp Cú là gì? Kinh Pháp Cú Dhammapada là một trong những tác phẩm tôn giáo quan trọng và nổi tiếng nhất trong Đạo Phật. Đây không chỉ là một bộ sưu tập các lời dạy của Đức Phật mà còn là những nguyên tắc sống mang tính triết lý và đạo đức, được áp dụng rộng rãi qua hàng ngàn năm trong đời sống tâm linh của con người. Kinh Pháp Cú không phải là một cuốn kinh sách khô khan mà là những câu nói ngắn gọn, dễ hiểu nhưng ẩn chứa những bài học sâu sắc về cuộc sống. Mỗi câu Kinh Pháp Cú chứa đựng một giá trị cụ thể. Đưa ra những hướng dẫn để con người sống một cuộc đời hạnh phúc, không đau khổ. Những lời dạy trong Kinh Pháp Cú có thể được hiểu một cách trực tiếp, áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày để giúp chúng ta làm chủ suy nghĩ, hành động và lời nói của mình. Ví dụ, trong câu kinh đầu tiên mà chúng ta đang phân tích, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe. Chân vật kéo, chúng ta thấy rằng Đức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của ý nghĩ. Những gì chúng ta suy nghĩ sẽ quyết định hành động và lời nói của chúng ta, và nếu những suy nghĩ đó là tiêu cực, ô nhiễm, hậu quả của chúng sẽ là khổ đau. Đức Phật và việc truyền giảng Kinh Pháp Cú. Để hiểu rõ hơn về Kinh Pháp Cú, chúng ta cần nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, người đã mang đến cho thế giới những lời dạy này. Đức Phật, tên thật là Siddhartha Gautama. Sinh ra vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên tại vùng đất hiện nay là Nepal. Ngài là hoàng tử của một vương quốc giàu có, nhưng sau khi chứng kiến cảnh khổ đau của con người bệnh tật, già yếu và chết chóc, ngài quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa để tìm kiếm con đường giải thoát cho bản thân và nhân loại. Sau nhiều năm tu tập và thử nghiệm nhiều con đường khác nhau, Đức Phật đã giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề và khám phá ra con đường chấm dứt khổ đau. Từ đó, ngài dành cả đời để truyền giảng giáo pháp và hướng dẫn con người cách thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử và khổ đau thông qua sự tu tập về ý, lời nói và hành động. Một trong những phương pháp giảng dạy quan trọng của Đức Phật là sử dụng những câu nói ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa đựng những bài học sâu sắc, và Kinh Pháp Cú chính là một trong những tập hợp nổi bật của những lời dạy này. Điều này khiến cho Kinh Pháp Cú trở nên dễ hiểu và dễ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ cho những người tu hành mà còn cho mọi tầng lớp trong xã hội. Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật vẫn còn rất phù hợp. Chẳng hạn, khi chúng ta suy nghĩ tiêu cực hoặc hành động theo cảm xúc tức giận, chúng ta thường gặp phải những hậu quả không mong muốn. Những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú giúp chúng ta nhận ra rằng, bằng cách kiểm soát ý nghĩ và hành động của mình, chúng ta có thể tránh được nhiều đau khổ không cần thiết. Những giá trị triết lý và thực tiễn của Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú không chỉ là những lời dạy lý thuyết mà còn mang lại nhiều giá trị thực tiễn trong cuộc sống. Các nguyên tắc trong Kinh Pháp Cú giúp con người hiểu rõ hơn về bản chất của cuộc sống, về mối liên hệ giữa suy nghĩ và hành động, và cách để sống một cuộc đời có ý nghĩa, hạnh phúc. Một trong những giá trị triết lý quan trọng nhất của Kinh Pháp Cú là khái niệm về ý. Ý được coi là gốc rễ của mọi hành động và lời nói. Và theo đó, nếu chúng ta kiểm soát được ý nghĩ của mình, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống. Ý giống như một người lái xe ngựa, nó quyết định hướng đi của chiếc xe và số phận của người lái. Nếu ý nghĩ của chúng ta trong sáng và tích cực, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và an lạc. Ngược lại, nếu ý nghĩ của chúng ta ô nhiễm, tiêu cực, thì chúng ta sẽ bị kéo vào vòng xoáy của khổ đau. Chúng ta có thể thấy ví dụ về điều này trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta tức giận, chúng ta có xu hướng nói những điều không hay và hành động một cách bộc phát. Những hành động này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực, không chỉ làm tổn thương người khác mà còn gây ra nỗi khổ tâm cho chính bản thân mình. Chẳng hạn, nếu một người trong cơn giận dữ nói ra những lời xúc phạm đồng nghiệp,
mối quan hệ giữa họ sẽ bị tổn thương, và sự căng thẳng này có thể dẫn đến sự bất hòa và áp lực trong công việc. Sau đó, người nói có thể cảm thấy hối hận, lo lắng về hậu quả của lời nói của mình, tạo nên một vòng luẩn quẩn của khổ đau. Ngược lại, nếu chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của mình, chúng ta có thể tránh được những hậu quả tiêu cực này. Chẳng hạn, trong tình huống căng thẳng, nếu một người biết giữ bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo trước khi nói, người đó sẽ không chỉ bảo vệ mối quan hệ mà còn tạo ra sự tôn trọng và cảm thông từ người khác. Kinh Pháp Cú cung cấp cho chúng ta những công cụ để rèn luyện tâm trí và kiểm soát suy nghĩ, từ đó tạo nên những hành động và lời nói đúng đắn. Đây không chỉ là bài học về đạo đức mà còn là bài học về cách sống hiệu quả và hạnh phúc. Tầm quan trọng của Kinh Pháp Cú trong cuộc sống hiện đại. Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội, con người phải đối mặt với nhiều áp lực và căng thẳng hơn bao giờ hết. Những thử thách trong công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội có thể dễ dàng làm chúng ta mất kiểm soát và gây ra những suy nghĩ tiêu cực. Chính trong bối cảnh này, những lời dạy trong Kinh Pháp Cú trở nên vô cùng quý báu. Các nguyên tắc trong Kinh Pháp Cú không chỉ giúp chúng ta giữ vững tinh thần mà còn hướng dẫn chúng ta cách đối phó với các khó khăn trong cuộc sống một cách khôn ngoan và bình an. Chẳng hạn, trong câu kinh mà chúng ta đang phân tích, Đức Phật chỉ ra rằng nếu chúng ta để ý nghĩ ô nhiễm dẫn dắt hành động của mình, chúng ta sẽ gặp phải khổ đau. Điều này rất phù hợp với thực tế ngày nay khi chúng ta thường phản ứng vội vàng trước áp lực mà không suy nghĩ thấu đáo. Ví dụ, khi gặp phải sự bất công hay chỉ trích trong công việc, thay vì tức giận và hành động nóng nảy, chúng ta có thể dừng lại, suy nghĩ và tìm cách giải quyết tình huống một cách bình tĩnh hơn. Điều này không chỉ giúp chúng ta tránh được những hậu quả tiêu cực mà còn cải thiện các mối quan hệ và tạo ra sự tôn trọng từ người khác. Hơn nữa, trong thời đại mà con người thường xuyên chạy theo những mục tiêu vật chất và bị lôi kéo bởi những ham muốn không ngừng, Kinh Pháp cũng nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự thanh thản và an lạc trong tâm hồn. Chúng ta có thể nhận thấy rằng, dù có đạt được bao nhiêu thành tựu vật chất, nếu tâm hồn không yên bình, chúng ta vẫn sẽ cảm thấy bất an và khổ đau. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc từ Kinh Pháp Cú, chúng ta có thể sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, không chỉ bằng cách đạt được thành công bên ngoài mà còn bằng cách nuôi dưỡng sự an lạc trong tâm hồn. Lời kết cho chương 1. Kinh Pháp Cú là một trong những tài liệu tâm linh quý giá nhất của nhân loại, chứa đựng những bài học đạo đức và triết lý sâu sắc về cuộc sống. Từ việc hiểu rõ về bản chất của ý nghĩ và hành động, chúng ta có thể bắt đầu kiểm soát cuộc sống của mình, tránh xa khổ đau và hướng đến hạnh phúc bền vững. Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc phân tích các câu kinh cụ thể và khám phá cách áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống hàng ngày. Nhưng trước hết, chúng ta hãy nhớ rằng mọi hành động và lời nói đều bắt nguồn từ ý nghĩ. Chính ý nghĩ là người lái xe, quyết định hướng đi và số phận của chúng ta trong cuộc đời này. Chương 2. Phân tích câu kinh Pháp Cú. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn câu kinh Pháp Cú nổi tiếng, ý dẫn đầu các Pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo. Để hiểu rõ ý nghĩa và ứng dụng của câu kinh này, chúng ta sẽ phân tích từng phần của nó và liên hệ với cuộc sống hàng ngày. Ý dẫn đầu các Pháp, ý làm chủ, ý tạo. Câu đầu tiên trong Kinh Pháp Cú nhấn mạnh rằng ý nghĩ dẫn dắt và tạo ra mọi hành động và kết quả trong cuộc sống. Từ góc độ Phật giáo, ý không chỉ là một phần của tâm trí mà còn là yếu tố chủ đạo quyết định tất cả các hành vi và tình trạng của chúng ta. Ý dẫn đầu các Pháp có nghĩa là mọi sự việc, hành động hay sự kiện trong cuộc đời chúng ta đều bắt nguồn từ ý nghĩ. Ví dụ, khi bạn quyết định bắt đầu một dự án mới, ý nghĩ về mục tiêu và phương pháp sẽ dẫn dắt bạn trong quá trình thực hiện dự án đó. Tương tự, nếu bạn quyết định giúp đỡ một người bạn, đó là ý nghĩ về lòng từ bi và sự giúp đỡ đã dẫn dắt hành động của bạn. Ý làm chủ, ý tạo cho thấy rằng ý nghĩ không chỉ dẫn dắt mà còn nắm quyền kiểm soát và tạo ra kết quả. Khi bạn có một suy nghĩ tích cực, như quyết tâm đạt được một mục tiêu, bạn sẽ hành động theo cách đó và kết quả sẽ phản ánh sự nỗ lực và sự chuẩn bị của bạn. Ngược lại, nếu ý nghĩ của bạn là tiêu cực, như nghi ngờ khả năng của chính mình, điều này có thể dẫn đến sự thiếu tự tin và thất bại. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động.
Phần này của câu kinh nhấn mạnh rằng nếu ý nghĩ của chúng ta bị ô nhiễm bởi các yếu tố tiêu cực như tham lam, sân hận hay si mê, thì lời nói và hành động của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng theo. Ý ô nhiễm thường bao gồm những tư tưởng tiêu cực như tức giận, ghen tị, hay tham lam. Khi bạn có những ý nghĩ này, chúng sẽ dẫn đến những hành động và lời nói không tốt đẹp. Ví dụ, nếu bạn tức giận với ai đó và không kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn có thể nói những lời lẽ tổn thương người khác. Những lời nói này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tạo ra mối quan hệ xấu và ảnh hưởng tiêu cực đến bạn. Nói lên hay hành động từ ý nghĩ ô nhiễm có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Chẳng hạn, nếu bạn hành xử theo cảm giác ghen tị, bạn có thể làm hại mối quan hệ của mình với người khác và tự tạo ra khổ đau cho chính mình. Khi hành động từ những suy nghĩ tiêu cực, bạn không chỉ tạo ra nghiệp xấu mà còn đẩy mình vào những tình huống căng thẳng và không hạnh phúc. Khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo. Cuối cùng, câu kinh so sánh khổ não với một chiếc xe bị kéo bởi chân vật. Điều này nhằm chỉ ra rằng khổ đau sẽ theo sau những hành động và lời nói phát sinh từ ý nghĩ ô nhiễm, giống như một chiếc xe không thể di chuyển nếu không có lực kéo. Khổ não bước theo sau là một hình ảnh mạnh mẽ để thể hiện rằng khổ đau không thể tránh khỏi khi chúng ta hành động từ những ý nghĩ không trong sáng. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên nghĩ xấu về người khác và hành xử theo những ý nghĩ đó, bạn sẽ cảm thấy khó chịu và khổ đau từ những mối quan hệ bị tổn hại và những hậu quả tiêu cực khác. Những hành động tiêu cực và lời nói không chỉ gây ra đau khổ cho người khác mà còn ảnh hưởng trở lại chính bản thân bạn. Như xe, chân vật kéo mô tả rằng khổ đau giống như sự kéo lê của một chiếc xe bị đè nặng bởi chân vật. Khi bạn tạo ra nghiệp xấu từ ý nghĩ tiêu cực, khổ đau sẽ theo bạn như chiếc xe bị kéo. Điều này có nghĩa là khổ đau sẽ không chỉ đến trong hiện tại mà có thể kéo dài và ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Những hành động và lời nói từ ý nghĩ ô nhiễm không chỉ mang lại kết quả tiêu cực trong hiện tại mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của bạn. Câu kinh pháp cú này không chỉ là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc kiểm soát ý nghĩ mà còn là một hướng dẫn về cách sống một cuộc đời hạnh phúc và không khổ đau. Bằng cách nhận thức và làm chủ ý nghĩ của mình, chúng ta có thể tạo ra những hành động tích cực, giảm thiểu khổ đau và xây dựng một cuộc sống an lạc. Hãy nhớ rằng, sự thay đổi bắt đầu từ trong tâm. Khi chúng ta thực hành sự tỉnh thức và kiểm soát ý nghĩ của mình, chúng ta có thể chuyển hóa những ý nghĩ tiêu cực thành tích cực và tạo ra một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Chương 3, ý niệm và nghiệp lực. Khi nói đến việc hiểu và ứng dụng câu kinh pháp cú mà chúng ta đã thảo luận, chúng ta không thể bỏ qua khái niệm, nghiệp lực, karma, và sự ảnh hưởng của ý niệm đối với nghiệp. Chương này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về ý niệm và nghiệp lực, và cách chúng tương tác để ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Khái niệm về nghiệp lực, karma. Nghiệp lực là một khái niệm trung tâm trong đạo Phật, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích sự vận hành của cuộc sống. Theo đạo Phật, nghiệp lực không chỉ đơn thuần là những hành động của chúng ta, mà còn là kết quả của những hành động đó. Đây là một định nghĩa đơn giản nhưng sâu sắc, nghiệp là hành động, và hành động tạo ra kết quả. Karma, từ tiếng Pali và Sanskrit, có nghĩa là hành động. Tuy nhiên, trong bối cảnh đạo Phật, karma không chỉ là hành động thể chất mà còn bao gồm cả những suy nghĩ và lời nói. Mỗi hành động, lời nói, và ý nghĩ của chúng ta đều tạo ra một loại nghiệp lực. Nếu nghiệp lực tích cực, nó sẽ dẫn đến những kết quả tích cực trong cuộc sống. Ngược lại, nếu nghiệp lực tiêu cực, chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn và khổ đau. Ví dụ minh họa, hãy tưởng tượng một người gieo hạt giống trên một mảnh đất. Nếu họ gieo những hạt giống tốt và chăm sóc chúng đúng cách, họ sẽ thu hoạch được những trái cây tươi ngon. Tuy nhiên, nếu họ gieo những hạt giống xấu và không chăm sóc chúng, họ sẽ chỉ thu hoạch được những quả không đạt yêu cầu. Cũng tương tự như vậy, những hành động, lời nói, và suy nghĩ của chúng ta là những hạt giống mà chúng ta gieo trồng trong cuộc sống, và kết quả thu được phụ thuộc vào chất lượng của những hạt giống đó. Ý nghĩ là khởi nguyên của mọi nghiệp. Trong đạo Phật, tâm trí hay ý được coi là nguyên nhân chính của mọi hành động và nghiệp. Đức Phật đã chỉ rõ rằng mọi hành động đều bắt đầu từ một ý tưởng hoặc suy nghĩ. Khi một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí, nó có thể dẫn đến hành động và lời nói, và từ đó tạo ra nghiệp lực. Ví dụ minh họa, nếu một người nuôi dưỡng suy nghĩ ghen ghét đối với người khác, những suy nghĩ này có thể dẫn đến hành động tiêu cực,
chẳng hạn như gây hại hoặc nói xấu về người đó. Kết quả của hành động này sẽ tạo ra nghiệp xấu, và người đó sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong tương lai. Ngược lại, nếu người đó nuôi dưỡng lòng từ bi và suy nghĩ tích cực, họ sẽ hành động với sự tử tế và lòng rộng lượng, và kết quả là họ sẽ trải nghiệm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ý nghĩ làm chủ nghiệp, tác động của ý nghĩ trong việc tạo nghiệp. Mỗi ý nghĩ mà chúng ta nuôi dưỡng có thể tạo ra nghiệp lực. Ý nghĩ là yếu tố quan trọng nhất, vì nó là động lực thúc đẩy hành động và lời nói. Vì vậy, việc giữ cho ý nghĩ của chúng ta trong sáng và tích cực là rất quan trọng. Ví dụ minh họa, hãy xem xét một người làm việc trong môi trường cạnh tranh cao. Nếu người đó luôn nghĩ về cách để hạ gục đồng nghiệp hoặc làm điều xấu để nâng cao vị thế của mình, họ có thể hành động với sự toan tính và thủ đoạn. Những hành động này sẽ tạo ra nghiệp xấu và có thể dẫn đến sự thất bại hoặc những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, nếu người đó nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, chẳng hạn như sự hỗ trợ và hợp tác với đồng nghiệp, họ sẽ tạo ra nghiệp lực tốt và có khả năng đạt được thành công bền vững và sự hài lòng trong công việc. Tích cực hóa ý nghĩ và nghiệp thiện. Khi chúng ta hiểu rõ rằng ý nghĩ dẫn đến nghiệp lực, chúng ta có thể thực hành để chuyển hóa các suy nghĩ tiêu cực thành những suy nghĩ tích cực. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta mà còn tạo ra một môi trường xung quanh tích cực và đầy sự hỗ trợ. Ví dụ minh họa, nếu bạn nhận thấy mình thường xuyên bị căng thẳng và lo âu về một tình huống nào đó, bạn có thể thực hành việc chuyển hóa những suy nghĩ tiêu cực bằng cách áp dụng các kỹ thuật thiền định và chánh niệm. Ví dụ, nếu bạn lo lắng về việc không hoàn thành công việc đúng hạn, thay vì suy nghĩ tiêu cực, bạn có thể tập trung vào việc lập kế hoạch cụ thể và tích cực làm việc để hoàn thành công việc. Khi bạn thay đổi cách nghĩ và hành động theo hướng tích cực, bạn sẽ tạo ra nghiệp lực tốt và giảm bớt lo âu, đồng thời cải thiện hiệu suất làm việc của mình. Tầm quan trọng của việc kiểm soát ý nghĩ. Khi chúng ta hiểu rằng ý nghĩ là khởi nguồn của mọi nghiệp và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta, việc kiểm soát và quản lý ý nghĩ trở nên rất quan trọng. Việc này không chỉ giúp chúng ta tránh xa những nghiệp xấu mà còn giúp chúng ta tạo ra nghiệp thiện, mang lại những kết quả tích cực trong cuộc sống. Để thực hành việc kiểm soát ý nghĩ, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp như thiền định, chánh niệm và tự kiểm tra để nhận biết các suy nghĩ tiêu cực và chuyển hóa chúng thành những suy nghĩ tích cực. Qua việc này, chúng ta không chỉ cải thiện đời sống tâm linh của chính mình mà còn tạo ra một môi trường xung quanh tích cực, đầy sự yêu thương và hòa hợp. Như vậy, việc nắm rõ khái niệm về nghiệp lực và sự ảnh hưởng của ý nghĩ đến nghiệp là một bước quan trọng trong việc phát triển bản thân và sống một cuộc đời hạnh phúc, an lạc. Việc thực hành những giáo lý này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình và mối quan hệ giữa chúng ta với thế giới xung quanh. Chương 5, tổng kết và thực hành. Những bước cụ thể để kiểm soát và quản lý ý niệm. Để áp dụng lời dạy của câu kinh Pháp Cú vào cuộc sống hàng ngày, việc kiểm soát và quản lý ý niệm là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những bước cụ thể giúp bạn thực hiện điều đó. Nhận diện ý niệm tiêu cực. Bước đầu tiên là quan sát và nhận diện các ý niệm tiêu cực khi chúng xuất hiện trong tâm trí. Hãy chú ý đến các cảm xúc và suy nghĩ mà không phán xét, từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về nguồn gốc và bản chất của chúng. Phân tích nguồn gốc của ý niệm, sau khi nhận diện, phân tích các yếu tố và hoàn cảnh dẫn đến sự xuất hiện của những ý niệm này. Điều này có thể bao gồm căng thẳng từ công việc, sự thất vọng trong các mối quan hệ, hoặc những kỳ vọng không thực tế. Thực hành kiểm soát suy nghĩ, sử dụng các kỹ thuật như chánh niệm và thiền định để làm chậm lại dòng suy nghĩ. Khi nhận diện các ý niệm tiêu cực, hãy chuyển hướng sự chú ý của bạn đến các suy nghĩ tích cực hoặc các hoạt động mang lại niềm vui. Xây dựng thói quen tích cực, tạo thói quen hàng ngày để củng cố các ý niệm tích cực. Bạn có thể thực hiện việc viết nhật ký cảm ơn, thực hành lòng từ bi, và thiết lập mục tiêu tích cực trong cuộc sống để duy trì trạng thái tâm lý tốt. Tự đánh giá và điều chỉnh, thực hiện việc tự đánh giá định kỳ về tình trạng tâm trí của bạn. Đánh giá cách bạn đã quản lý ý niệm trong tuần qua và điều chỉnh các phương pháp nếu cần thiết để cải thiện hiệu quả. Gợi ý những bài thực hành thiền định và phát triển tâm trong sạch. Thiền chánh niệm, thực hành thiền chánh niệm hàng ngày bằng cách tập trung vào hơi thở và quan sát các cảm giác mà không phản ứng. Bài thiền này giúp bạn nhận diện và buông bỏ các suy nghĩ tiêu cực. Thiền từ bi, Metta, tập trung vào việc phát triển lòng từ bi đối với chính mình và người khác.
Bắt đầu bằng việc gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến bản thân và mở rộng ra đến các mối quan hệ trong cuộc sống. Thiền về sự buông bỏ, sử dụng thiền để nhận diện và buông bỏ các cảm giác tiêu cực, lo lắng và sự oán giận. Tập trung vào việc thư giãn và giải phóng những cảm xúc nặng nề. Thực hành mindfulness trong hoạt động hàng ngày, áp dụng chánh niệm vào các hoạt động hàng ngày như ăn uống, đi bộ hoặc làm việc. Điều này giúp duy trì sự tỉnh thức và tránh bị cuốn vào các ý niệm tiêu cực. Thiền quán chiếu về nghiệp, thực hành thiền để quán chiếu về nghiệp và cách các hành động, suy nghĩ của bạn tạo ra nghiệp. Điều này giúp tăng cường nhận thức về hành động và tác động của chúng. Lợi ích của việc tu tập ý trong việc giảm khổ đau và tăng trưởng hạnh phúc. Giảm khổ đau nội tâm, tu tập để chuyển hóa các suy nghĩ tiêu cực thành tích cực giúp giảm thiểu khổ đau nội tâm. Khi bạn làm chủ được tâm trí của mình, bạn sẽ giảm cảm giác lo lắng, sợ hãi và căng thẳng. Tăng trưởng hạnh phúc, khi tâm trí bạn được thanh lọc và quản lý tốt, bạn sẽ trải nghiệm sự bình an và hạnh phúc từ bên trong. Ý niệm tích cực tạo ra niềm vui và sự thỏa mãn lâu dài. Tạo ra các mối quan hệ tích cực, khi duy trì ý niệm tích cực và lòng từ bi, bạn sẽ cải thiện các mối quan hệ với người khác. Sự đồng cảm và hiểu biết giúp xây dựng sự kết nối và hòa hợp trong các mối quan hệ. Cải thiện sức khỏe tinh thần, tu tập tâm trí cũng có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng thiền định và chánh niệm có thể giúp giảm triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần. Vai trò của cộng đồng và sự hỗ trợ trong việc thực hành giáo pháp. Cộng đồng hỗ trợ, tham gia vào cộng đồng Phật tử hoặc các nhóm thiền định giúp bạn có thêm động lực và sự hỗ trợ trong việc thực hành. Các nhóm này cung cấp cơ hội học hỏi, chia sẻ và thực hành chung. Hỗ trợ từ thầy và bạn đạo, tìm kiếm sự hướng dẫn từ các thầy giảng và bạn đạo có thể cung cấp các lời khuyên giá trị và hỗ trợ tinh thần. Họ giúp bạn duy trì sự kiên nhẫn và động lực trong quá trình thực hành. Chia sẻ và học hỏi. Chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những người khác giúp bạn phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về giáo lý và cách áp dụng chúng trong đời sống. Tạo môi trường thực hành, xây dựng môi trường thực hành tích cực và hỗ trợ tại nhà hoặc nơi làm việc. Sự hỗ trợ từ người thân và bạn bè có thể làm cho việc thực hành trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Lời kết và khuyến khích thực hành đạo Phật trong đời sống hàng ngày. Kết thúc cuốn sách này. Chúng ta hãy nhớ rằng việc thực hành những lời dạy của Đức Phật không phải là một mục tiêu xa vời mà là một quá trình liên tục và đầy ý nghĩa. Câu kinh Pháp Cú mà chúng ta đã phân tích không chỉ là một hướng dẫn tinh thần mà còn là một cách sống thực tiễn, giúp chúng ta xây dựng cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Hãy để những nguyên lý này trở thành kim chỉ nam trong từng hành động và suy nghĩ của bạn. Thực hành kiểm soát ý niệm, áp dụng thiền định và chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Và không ngừng phát triển tâm trí để giảm thiểu khổ đau và tăng trưởng hạnh phúc. Với sự hỗ trợ từ cộng đồng và sự hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm, bạn có thể xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui. Hãy nhớ rằng con đường tu tập và thực hành đạo Phật là một hành trình dài, nhưng mỗi bước đi đều mang lại sự trưởng thành và hạnh phúc thực sự. Chúc bạn thành công trên con đường này và luôn giữ vững niềm tin vào giá trị của sự chuyển hóa tâm trí trong việc tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết Kinh Pháp Cú, bài kệ số 1 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 2. Phẩm song yếu.